Lô anh em nha. Bây giờ dạy nhỏ không có cho nên là mấy người quên đi quên lại toàn mấy người ghen tụ cũ không, không có người mới nữa. Mà trường đại học nhiều giải liên minh thì cái đó là tổ chức trong giải nội bộ thôi mà. Mấy cái trường đó hay là những cái nhóm đó tự tổ chức thôi chứ đâu phải là giải giải chuyên nghiệp tổ chức đâu. Under là mình tiếp hướng dẫn vừa xài định hướng vừa tắt định hướng đi anh. Em bấm vô này nè, xong em chỉnh cái phím tắt kỹ năng và phép bổ trợ. Xong rồi chỉnh cái này, đè nút shift với chỉnh quy, chỉnh đúp. Xong rồi nếu mà muốn 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 hiện cái tầm đánh thì đè nút shift xong rồi bấm chiêu đó. Ví dụ như muốn muốn hiện chiêu quy thì đè nút shift xong bấm chiêu quy là được. Vô vô vô. Sako. Ui, nó không có Sako, nó quýnh vậy luôn hả? À, game nào cũng bị quỷ Sako hết trời vậy ta. Hay ghê, quỷ Sako này. Ôi da. Bye bye. Năm. Đứng hơi cao. Thank you.
Cây đậu xanh cây thế nhờ. Sao đời mình xanh nãy giờ quýnh như nào quá ta. À, làm cái Pentakill của em nè. Làm cái Pentakill coi. Bên ta cũng hơi khó, chắc qua cái kill thôi. Làm cái qua cái kill nè. Em nhấn like subscribe cho đơn nhé, cảm ơn em nhiều.